Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chống tham nhũng hay tham nhũng, đâu là chủ trương lớn của Tổng Trọng. Công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được khởi xướng sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vào năm 2016. Kể từ đó cho đến nay, lò của ông Trọng đốt hoài, đốt mãi vẫn không hết củi. Nó đã khiến cho công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi rằng chống tham nhũng hay tham nhũng là chủ trương lớn của Đảng đây. Tờ báo Chính phủ Online vào ngày 11 tháng 12 đưa tin Đại án Việt Á vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 xét xử 38 bị can. Bản tin cũng cho biết Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu bộ trưởng và 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ cùng các đơn vị liên quan. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 20 ngày. Theo đó, tất cả các bị can, bị cáo liên quan đến Việt Á đều bị triệu tập đến tòa. Hội đồng xét xử phiên tòa này gồm 5 người, 2 thẩm phán, 3 hội đồng thẩm nhân dân, thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Đại án Việt Á vào ngày 3 tháng 1 sẽ xét xử. Lâu nay, vấn đề tham nhũng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam là một vấn đề nhức nhối, đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Tình trạng quan chức, công chức, viên chức ăn không từ một thứ gì của dân, như lời cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan công khai phát biểu là có thật. Có nhiều lý do để biện minh cho tình trạng này như đồng lương không đủ sống hay cán bộ không tham nhũng thì sống bằng gì. Nhưng trên thực tế, những biện minh đó khó có thể thuyết phục. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chính là cơ chế kiểm soát đã bị vô hiệu hóa. Bất kỳ vụ tham nhũng nào từ thượng tầng lãnh đạo cho tới cấp phường, cấp xã, các quan chức tham nhũng đều có kẻ chống lưng hay ô dù ở cấp cao hơn. Đáng chú ý, rất nhiều kẻ tham nhũng cộng cán là lãnh đạo cấp cao dù đã bị phát hiện trong một thời gian dài vẫn không bị xử lý. Dư luận cho rằng nếu được Tổng Bí thư dung túng che chắn thì việc gì phải sợ ai đây. Tham nhũng hiểu đơn giản là những hành vi ăn cắp tài sản của nhà nước, tức là của nhân dân để mà trục lợi cho cá nhân, cho người thân. Nhưng tham nhũng không chỉ là việc hành vi ăn cắp tài sản, tiền bạc của công, mà hiện nay rất nhiều người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi dưới hình thức tham nhũng quyền lực. Đây là điều phổ biến và cũng là lý do vì sao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam có rất nhiều cá nhân không xứng đáng, không đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, nhưng lại chiếm giữ rất nhiều vị trí quan trọng. Phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Vậy ai là người đã đưa bọn sâu mọt lên tới hàng chục ngàn người vào các ghế lãnh đạo từ cấp thấp đến cấp cao trong Đảng? Câu hỏi cũng là câu trả lời. Chuyện lớn và tài đình như thế ai ai cũng biết cả. Chuyển tham nhũng quyền lực thì không ai qua mặt ông Tổng Bí thư. Xu thế chung chống tham nhũng trên toàn cầu đều phải áp dụng các biện pháp thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giám sát. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người điều hành cơ quan chống tham nhũng của Trung ương Đảng, nhưng khi chưa chống tham nhũng đã lo tà tự đánh tà hay là đánh chuột sợ vỡ bình, rồi cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm, vân vân. Nhìn vào thông báo kết luận số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 khi đó của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật thì rõ ràng đây là chủ trương để cứu lãnh đạo tham nhũng. Một câu hỏi đặt ra là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có thật lòng chống tham nhũng hay không? Trong các đại án đưa ra xét xử gần đây như vụ chuyến bay giải cứu đã xét xử hay đại án Việt Á sắp đưa ra xét xử, kết luận điều tra của Bộ Công an đều cố ý bóp méo số tiền nhận và đưa hối lộ. Ví dụ vụ Việt Á, theo lời khai ban đầu, Phan Quốc Việt đã chi tới 800 tỷ cho việc bôi trơn cho các quan chức trong cả nước. Song kết luận điều tra đã giảm bớt, cuối cùng chỉ còn có 106 tỷ. Vậy thì con số chênh lệch tới 700 tỷ đã biến đi đâu hay chui vào túi ai? Một vấn đề quan trọng hơn liên quan tới một câu hỏi rất đơn giản, rất dễ trả lời, giải đáp nhưng vẫn luôn bị né tránh. Đó là câu hỏi ai là chủng cuối, ai nắm giữ 80% cổ phần của Công ty Việt Á? Và tại sao Bộ Công an đến hôm nay vẫn không có câu trả lời? Điều đó liên quan gì đến chủ trương phân hóa nội bộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị?
Theo đó, các quan chức tham nhũng có thể được giảm nhẹ hay miễn truy tố nếu không có động cơ tham nhũng hay vụ lợi. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã rất già nhưng vẫn cố ngồi thêm một nhiệm kỳ thứ ba, trái với điều lệ của Đảng. Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhận món quà biếu tới 200.000 đô từ Phan Quốc Việt nhưng được Bộ Công an kết luận là không phạm tội nhận hối lộ là điều rất nguy hiểm. Đó là biểu hiện cơ quan phòng chống tham nhũng Trung ương đã mở ra một tiền lệ quan chức nhận quà biếu sẽ thoát tội hối lộ. Điều đó cho thấy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lợi dụng chống tham nhũng để mà đấu đá, kèn cửa lẫn nhau trong nội bộ của Đảng. Còn những kẻ tham nhũng là những người thân cận hay tay chân của lãnh đạo, ban chỉ đạo chống tham nhũng hay lãnh đạo cấp cao thì chưa trở thành vô can. Đó là một trong lý do khiến cho công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có hiệu quả. Càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển như nấm mọc sau mưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Chống tham nhũng hay tham nhũng, đâu là chủ trương lớn của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao khả năng khởi tố Trần Tuấn Anh là rất cao, Tổng Trọng tài thánh cũng không đỡ nổi. Thằng ấy lẽ ra phải bắt từ lâu rồi. Đó là phản ứng của dư luận xã hội cũng như cộng đồng mạng khi nói về tin Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã bị Đảng Cộng sản của ông Trọng bêu tên. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kỳ họp lần thứ 34 đã chỉ rõ những sai phạm nghiêm trọng của Trần Tuấn Anh, đó là những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Bắt Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Công luận đặt câu hỏi là tại sao những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là những sai phạm mang tính hệ thống trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12 nhưng không bị xử lý. Không những vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đưa Trần Tuấn Anh vào danh sách nhân sự chủ chốt để cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là một câu hỏi rất lớn đặt ra cho ông Tổng Bí thư. Cụ thể, vào năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã từng kết luận cho rằng đồng chí Trần Tuấn Anh thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện bổ sung quy hoạch, quản lý phát triển năng lượng điện, nhất là các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ và vừa, trong xây dựng cơ chế chính sách về giá điện, giá xăng dầu. Theo giới quan sát, việc con chuột cống Trần Tuấn Anh cuối cùng cũng phải lộ diện là do thế và lực của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, uy tín của Nguyễn Phú Trọng đã bước sang giai đoạn xuống dốc không phanh. Kể cả chuyện ông Trọng khóc trước mặt Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây trong lễ quốc yến, một phần cũng là liên quan đến việc Trần Tuấn Anh sắp bị kỷ luật mà ông Trọng đành đứng nhìn bất lực. Được biết, trong thông báo của kỳ họp lần thứ 34, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2021 ông Trần Tuấn Anh, hai Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã bị bêu tên. Tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào ngày 21 tháng 12 cũng đưa tin cho biết bắt Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Bản tin mô tả như sau. Vào ngày 21 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an của Việt Nam cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị điều tra về tội nhận hối lộ liên quan trong vụ án xuyên Việt Uy. Đây là một trong dấu hiệu khẳng định nhận định của nhà báo Mai Bá Kiếm cho rằng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị
trưởng ban kinh tế trung ương, ông Trần Tuấn Anh khả năng cao sẽ bị khởi tố bắt giam. Trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề "Bổn cũ soạn lại", nhà báo Mai Bá Kiếm nhận xét kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỳ họp thứ 34 này phải chăng là bổn cũ soạn lại của kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp lần thứ 12 cách đây đúng 7 năm, đó là từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì cuộc họp đã xem xét kết luận các nội dung như sau. Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã sai nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình cho việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng cho đến lúc đề cử Trịnh Xuân Thanh giữ chức Thứ trưởng. Cũng như Ban Cán sự đã vi phạm luật phòng chống tham nhũng khi đề cử Vũ Quang Hải là con Vũ Huy Hoàng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sapeco. Đúng 13 ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra kết luận, tức là ngày 3 tháng 11 năm 2016, Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu kín với kết quả 100% đồng ý kỷ luật cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng, nhiệm kỳ 2011-2016. Nếu theo bổn cũ, tới đây Ban Bí thư sẽ họp và bỏ phiếu về hình thức kỷ luật đối với quý ông Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng. Và nhà báo Mai Bá Kiến nhận định tiếp như sau. Nếu chức Bí thư Ban Cán sự nhiệm kỳ 2016-2021 của Trần Tuấn Anh bị cách thì vết xe đổ của Vũ Huy Hoàng đã không tránh khỏi. Thầy trò nhà chuột cống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trần Tuấn Anh. Cũng xin nhắc lại, theo giới thạo tin, trong những ngày này, ông Trần Tuấn Anh đang ở trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên và luôn giật mình thon thót. Nhất là còn có thông tin về việc Trần Tuấn Anh bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong công tác nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì luôn khẳng định không đưa vào Ban Chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Công luận cho rằng phải chăng lâu nay Tổng Bí thư Trọng nghĩ rằng bản thân ông Trọng sẽ mãi mãi không già, để mãi mãi che chắn cho Trần Tuấn Anh. Hỏi rằng đến hôm nay ông Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ gì khi xe còi hú của cảnh sát đến hỏi thăm chuột cống có tên Trần Tuấn Anh trong một ngày tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin "Vì sao khả năng khởi tố Trần Tuấn Anh là rất cao, Tổng Trọng tài thánh cũng không đỡ nổi". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.